Đấy, các sĩ tử đầu tiên, con ăn được vàng em? Không. Rồi, chúc mừng các em nhá. Không khí của các sĩ tử khi môn cuối cùng môn tiếng Anh. Con ăn được vàng các em ơi? Mới ổn này ạ. Ừ, tốt. Chúc mừng nhá. Rồi. Sau khi bước khỏi cánh cổng này, bạn sẽ là cứu sinh. Rồi, chúc mừng các em nhá. Ninh có nào được vào không? Rồi, chúc mừng nhá. Rồi. Ừ. Ồ. Năm vài nhá. Năm được vài thôi. Ừ, rồi chúc mừng em nhá. Rồi nhá, chúc mừng lớp cô Huyền nhá.